Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm và kiểm tra tiến độ thực hiện dự án chương trình hạnh phúc tại Lào Cai, đoàn công tác của cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA do ông Kim Jion, giám đốc COICA tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Thể đã chúc mừng ông Kim Jion được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Quốc gia Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam và thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của Lào Cai trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, kết quả phát triển đó có sự đóng góp tích cực của tổ chức COICA thông qua chương trình Hạnh Phúc được triển khai trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm 2015 đến nay. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành 220 km trong tổng số 366,1 km đường giao thông nông thôn tại các xã của 4 huyện nghèo, đó là Mường Khương, Simacai, Bắc Hà, Sapa. Việc triển khai thí điểm 8 làng theo mô hình Samuel Undong, Hàn Quốc bước đầu đã đạt được kết quả nhất định, góp phần thay đổi được tư duy trông chờ ỷ lại, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động trong việc triển khai các hoạt động của chương trình. Qua đó sẽ tiến tới phát triển nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Thể gửi lời cảm ơn đến tổ chức COICA và chính phủ Hàn Quốc, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, COICA nghiên cứu hỗ trợ tỉnh Lào Cai để việc triển khai các mục tiêu trong chương trình đạt kết quả tốt nhất. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kim Jion, Giám đốc Quốc gia Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, chương trình Hạnh Phúc là biểu tượng của sự hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ làm hết trách nhiệm của mình, cùng lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia và đơn vị tư vấn để có thể thực hiện, hoàn thành chương trình đạt kết quả tốt đẹp nhất. Tin tưởng rằng chương trình này sẽ được tổ chức COICA và chính phủ Hàn Quốc xem xét nhân rộng trong thời gian tới. Ông Kim Jion cũng khẳng định sẽ báo cáo lên lãnh đạo COICA tại Hàn Quốc xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Lào Cai trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, tập trung các nguồn lực chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Đây là nội dung chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 tại Lào Cai trong cuộc họp ban chỉ đạo kỳ thi được tổ chức chiều ngày 16 tháng 5. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6, sớm hơn so với các năm trước. Năm nay, tỉnh Lào Cai có 5.943 thí sinh đăng ký dự thi, 259 phòng thi. Kỳ thi năm nay có một số điểm mới cơ bản, như toàn tỉnh tổ chức một cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì dành cho tất cả các thí sinh dự thi tại tỉnh, với 15 điểm thi đặt tại 9 huyện, thành phố. Thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông, dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng, sẽ dự thi tại một điểm thi đặt tại thành phố Lào Cai. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ dự thi tại 14 điểm thi còn lại. Kỳ thi sẽ tổ chức thi 5 bài, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên, gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, gồm tổ hợp các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông, tổ hợp các môn lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Về hình thức thi, ngoài bài thi ngữ văn theo hình thức tự luận, tất cả các môn toán, ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp đều thi theo hình thức trắc nghiệm. Với những điểm mới của kỳ thi, bên cạnh việc tích cực tuyên truyền, ôn luyện cho các học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Cuộc họp đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi, trong đó nhiều ý kiến cho rằng cần thực hiện tốt công tác coi thi nhằm tạo sự công bằng cho các thí sinh tham gia dự thi. Tỉnh Lào Cai cần bố trí công tác tiếp đón và đảm bảo hậu cần cho các cán bộ các trường đến tham gia làm thi ở Lào Cai. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại Lào Cai nhấn mạnh, các đồng chí trong ban chỉ đạo cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt giữa các thành viên để giải quyết kịp thời những tình huống phát sinh, chủ động ứng phó với thiên tai, đảm bảo giao thông để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra bộ đề thi tham khảo cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017. Ngay sau khi bộ đề thi chính thức được công bố, các thầy cô giáo và học sinh khối lớp 12 của Lào Cai đã có sự điều chỉnh phương pháp ôn luyện dựa trên bộ đề thi tham khảo này, ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường Trung học Phổ thông số 4, thành phố Lào Cai.
Các đề thi mô phỏng của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đã được các nhà trường, giáo viên cũng như học sinh cập nhật nhanh chóng để tham khảo, từ đó đưa ra phương pháp ôn luyện hiệu quả nhất. Theo nhiều bạn học sinh, với 3 đề thi được Bộ Giáo dục đưa ra kể từ đầu năm học, nhất là đề tham khảo được đưa ra vào chiều ngày 14 tháng 5 vừa qua, đã giúp các bạn giảm lo lắng phần nào trước kỳ thi quan trọng sắp tới. Lúc mà mới biết được là cái quy chế hay là cái cách thay đổi thì rất là sợ. Cũng lo là mình như kiểu là mới thay đổi nên là em không thể thích nghi được ạ. Nhưng mà khi mà đã được giải thích, được thầy cô hướng dẫn, có bộ đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục đưa ra thì em cảm thấy có phần là tự tin hơn ạ. Nó giúp em có thể hiểu và có thể nắm vững được cái cấu trúc đề thi từ trước giờ ra. Theo các bạn học sinh, thì đề thi tham khảo được đánh giá là có độ bao phủ rộng và có tính phân loại cao, với khoảng 60% số câu hỏi kiểm tra kiến thức, kỹ năng cơ bản để đánh giá học sinh đạt kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông và 40% số câu đòi hỏi khả năng vận dụng cao. Chính vì thế, để đạt điểm tốt, học sinh cần có nền tảng kiến thức cơ bản và khả năng vận dụng linh hoạt. Theo em thì đề thi thử lần này có tính phân loại cao hơn lần trước ạ. Mức độ phân loại đề từ dễ đến khó rất rõ ràng ạ. Đối với học sinh trường em thì em đánh giá các bạn học trung bình có thể đạt từ 5 đến 5,5 điểm. Còn các bạn học lực khá trở lên có đạt từ 7 đến 7,6 điểm ạ. Đối với bản thân em thì em nghĩ là mình có thể đạt được điểm 7 ạ. Còn một tháng nữa là đến kỳ thi, em cũng khá là băn khoăn, vẫn chưa yên tâm đối với bản thân mình ạ. Nên là em sẽ sắp xếp thời gian biểu của em dài hơn ạ. Có thể là sẽ thức đêm nhiều hơn để học các môn để đạt kết quả cao nhất ạ. Sau đề thi minh họa, đề thi thử nghiệm và mới đây là đề tham khảo được công bố, giáo viên bộ môn của các nhà trường đã cho học sinh khối 12 làm bài kiểm tra để đánh giá năng lực hiện tại của học sinh, đồng thời có những thay đổi trong phương pháp ôn luyện cho phù hợp. Chúng tôi xây dựng cái phân phối chương trình ôn tập cho học sinh lớp 12 cũng bám sát vào cái cấu trúc đề thi minh họa của bộ. Trong bởi vì tính đến thời điểm bây giờ thì bộ đã có 3 cái đề thi rồi. Thì qua đấy chúng tôi cũng đã mỗi một lần có một sau mỗi một lần mà bộ đưa ra cái đề thi minh họa thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho học sinh các em làm đề thi theo đúng cái mốc, theo đúng thời gian là 60 phút, và sau 60 phút đấy thì tôi tổ chức cho học sinh chấm chéo, và từ đấy cả cô cả trò cùng phân tích đề thi thì và sẽ rút ra những cái bài kinh nghiệm. Những chỗ nào được, chỗ nào chưa được thì cả thầy cả trò cùng cố gắng. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra cái đề minh họa mới thì nhóm bộ môn mình cũng đã họp và phân tích đề và cũng đã đưa ra được khung phân phối chương trình ôn tập giai đoạn nước rút này, đó là vừa củng cố khắc sâu kiến thức cơ bản và tiến hành cho học sinh luyện đề, từ đó đảm bảo rằng học sinh làm trong phải làm trọn vẹn, tức là vận dụng kiến thức kỹ năng để học sinh ôn tập củng cố được làm những câu ở mức độ là nhận biết và thông hiểu và bước sang vận dụng thấp. Đề thi tham khảo được công bố theo dạng bài thi thật vào thời điểm này sẽ giúp các nhà trường có cái nhìn tổng quát về quá trình ôn luyện cho học sinh thời gian qua và đưa ra định hướng phù hợp trong thời gian ôn luyện nước rút từ nay đến khi bước vào kỳ thi. Cứ sau mỗi lần thi thử như vậy thì chúng tôi đều tiến hành phân tích kết quả thi và xem là đã đạt được những cái ưu gì, ưu điểm gì, và những cái hạn chế về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật làm bài để chúng tôi khắc phục. Đặc biệt là mới đây lại có cái đề thi tham khảo mới của bộ thì chúng tôi lại một lần nữa phải tổ chức cho các thầy cô giáo phân tích cái cấu trúc đề thi lại một lần nữa, xem cái mức độ ứng với các cấp độ nhận thức thế nào để có giải pháp thi cho nó phù hợp, cho nó hiệu quả. Hy vọng với sự chủ động linh hoạt trong việc ôn luyện, các thí sinh của Lào Cai sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay. Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017, trong hai ngày 15 và 16 tháng 5, Đoàn Thanh kiểm tra Liên ngành An toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiểm tra làm việc tại huyện Bảo Yên. Hiện nay, trên địa bàn huyện Bảo Yên có 858 cơ sở chế biến, kinh doanh liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.
trong đó ngành y tế quản lý 325 cơ sở, ngành nông nghiệp quản lý 132 cơ sở, ngành công thương quản lý 401 cơ sở. Trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017, huyện Bảo Yên đã kiểm tra được 13 trên 18 xã và 853 trên 858 cơ sở trên địa bàn, đạt 99,4%. Việc triển khai quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cấp giấy xác nhận, giấy phép sản xuất kinh doanh rượu, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, quyền của người tiêu dùng Việt Nam, được huyện Bảo Yên chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng quy trình. Các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đã kiểm tra, tham mưu xử lý 6 vụ vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Việc ký cam kết an toàn thực phẩm của các hộ gia đình với chính quyền địa phương được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hiện nay 18 trên 18 xã, thị trấn, 700 hộ kinh doanh đã đăng ký cam kết an toàn thực phẩm. Công tác thông tin, tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm được huyện Bảo Yên chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại huyện Bảo Yên còn một số hạn chế, như việc quản lý các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương, nông nghiệp chưa được triển khai triệt để, việc xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm chưa có chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ cơ sở vi phạm bị xử lý còn thấp. Huyện Văn Bàn vừa tổ chức tiếp nhận và phân bổ trên 36 tấn gạo hỗ trợ giáp hạt của chính phủ đến đúng đối tượng. Theo giả soát, hiện nay huyện Văn Bàn có 2.445 nhân khẩu có nguy cơ thiếu lương thực trong dịp giáp hạt năm 2017. Mỗi khẩu được hỗ trợ 15 kg. Trong đó, xã Nậm Chày có số hộ cần hỗ trợ nhiều nhất trong toàn huyện. Ngay sau khi tiếp nhận 36,6 tấn gạo hỗ trợ của chính phủ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Văn Bàn đã vận chuyển đến các xã theo đúng số lượng phân bổ, chỉ đạo các xã thông báo cho các hộ dân được hỗ trợ đến nhận gạo ngay trong một vài ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Lào Cai đã có nhiều nỗ lực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tại xã vùng cao Tà Phời, cùng với nhiều loại cây trồng mới, cây chè đã và đang được đưa vào canh tác trên diện rộng, hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định cho bà con nhân dân. Đến nay, diện tích chè của toàn xã Tà Phời đạt 70 ha, trong đó có khoảng 50 ha đã cho thu hoạch. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của thời tiết, năng suất cây chè có giảm, nhưng giá thu mua chè búp tươi lại tương đối ổn định, khoảng 6-7.000 đồng 1 kg, mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con. 5 tháng đầu năm 2017, Tà Phời thu được khoảng 2 tấn búp chè tươi, hiện đã có gia đình trực tiếp thu mua bao tiêu sản phẩm trên địa bàn, đảm bảo đầu ra ổn định. Trước triển vọng của cây chè, xã Tà Phời xác định sẽ tiếp tục duy trì loại cây trồng này. Đến năm 2020, dự kiến sẽ mở rộng thêm 20 ha trồng chè theo hướng nâng cao chất lượng vùng chè nguyên liệu, đồng thời kết hợp với các ban ngành, các doanh nghiệp, hướng dẫn thêm cho nông dân về kỹ thuật, tìm đầu ra ổn định trong tương lai, đưa cây chè thành cây trồng chủ lực để xóa đói giảm nghèo. Sinh ra ở vùng trồng quế xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tận dụng thế mạnh của địa phương, chàng thanh niên người Dao Triệu Phúc Lý đã quyết tâm tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình dựa vào chính loại cây trồng này. Và xưởng quế Lý Luận đặt tại thôn Xả Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng chính là kết quả của hơn một năm miệt mài nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư xây dựng. Những sản phẩm vỏ quế đã được cạo vỏ, bào mỏng, sau khi phơi khô thì cuộn nhỏ lại như ống sáo này, người ta gọi là vỏ quế ống sáo. Loại to hơn, nặng và dày hơn gọi là ống điếu và loại còn lại là hàng trẻ. Đây đều là những sản phẩm được xưởng quế Lý Luận của anh Triệu Phúc Lý, sinh năm 1983, người dân tộc Dao quê ở Bắc Hà sản xuất. Nhận thấy lợi ích to lớn từ những cây quế ở địa phương, nhưng thay vì chỉ bóc tách vỏ đơn thuần để đem bán với giá thành không cao lắm, thì anh Triệu Phúc Lý đã đi tìm hiểu thị trường trong và ngoài nước để chế biến ra các sản phẩm vỏ quế đa dạng phù hợp với nhu cầu của các công ty thực phẩm lớn trên thế giới như Mỹ và Ấn Độ với giá thành cao hơn nhiều. Mỗi kg vỏ quế dạng ống sáo có giá từ 60-70.000 đồng, còn vỏ quế dạng ống điếu là 55-65.000 đồng trên 1 kg. Cũng cái ý tưởng ấy là cũng muốn nhìn thấy cái quê hương mình có rất là nhiều cái quế, thậm chí là từ ngày xưa cái bà cụ nhà mình ấy, bà cụ farm nhà mình ấy là những người đầu tiên nhất để mà đi mang cái cây quế này về để cho trồng cho bà con. Bây giờ là bà con nhân dân ở trên đấy là cũng rất là nhiều hộ để thoát nghèo, thoát đói, thoát nghèo. Nhưng mà mình có cái ý tưởng thấy nói là rất là hay, nhưng mà mình cái sản phẩm thì mình có, nhưng mà tại sao mình lại không đi tìm cái đầu ra để thoát cho nhân dân mà để cho những các cái lái thương nó đến nó ép giá của thị trường mình. Thế là mình mới quyết tâm để đi tìm.
Bắt đầu xây dựng xưởng từ năm 2015, tới nay số vốn đầu tư cho xưởng quế của gia đình anh Triệu Phúc Lý đã lên đến gần 2 tỷ đồng. Trải qua rất nhiều khó khăn như tìm công nghệ, máy móc, nhân công, đầu ra cho sản phẩm. Đến nay xưởng quế của anh Lý đã xuất bán được 4 vụ sản phẩm với sản lượng khoảng 700 tấn trên một năm, đem về doanh thu sau khi trừ chi phí khoảng gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Không những vậy, các sản phẩm quế từ xưởng của anh Triệu Phúc Lý rất được đối tác tin tưởng về chất lượng cũng như đảm bảo số lượng cung cấp nên có nhu cầu nhập hàng thường xuyên. Vì vậy, đầu ra của sản phẩm đã tương đối ổn định. Ngoài ra, xưởng quế của anh còn góp phần giải quyết việc làm cho 20 đến 25 lao động trong vùng với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng trên một tháng. Có thể nói rằng là mô hình nông dân Triệu Phúc Lý ở Bảo Thắng là một mô hình nông dân người dân tộc thiểu số, người Dao đỏ, dám nghĩ, dám làm, và cũng như hàng ngàn nông dân khác của Lào Cai đang quyết tâm phấn đấu không cam chịu đói nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Đây là một mô hình mới về chế biến tiêu thụ sản phẩm cho nông dân về đầu ra, cũng rất cần nhân rộng trong thời gian tới, vì hiện nay khó khăn của nông dân là cái đầu ra cho sản phẩm. Thế thì thời gian qua thì Hội Nhân tỉnh cũng đã giúp nông dân ở các vùng có cái cơ sở chế biến này vay vốn ngân hàng nông nghiệp và quỹ hỗ trợ nông dân để mở rộng sản xuất. Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền nhân rộng cái mô hình này ra các địa phương khác, làm sao giúp nông dân tiêu thụ tốt các sản phẩm đầu ra. Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có xưởng quế nào thực hiện chế biến các sản phẩm từ vỏ quế để xuất khẩu như mô hình xưởng quế lý luận mà anh Triệu Phúc Lý đang thực hiện. Những hiệu quả thiết thực mà mô hình đem lại có thể coi là một hướng đi mới để phát triển kinh tế cho người dân vùng trồng quế với số lượng lớn như Bắc Hà, Bảo Thắng, Văn Bản, Bảo Yên. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.